Rồi xin chào các bác nhé. Video này tôi sẽ rao bán con xe mà các bác đang thấy đây. Đây là xe của khách hàng cũ của tôi bên Nissan. Đây là dòng Nissan X-Trail phiên bản 2.5 2 cầu, phiên bản cao cấp nhất. Mức giá đang rao bán là 850 triệu. Và các bác có thiện chí thì có sẽ giảm cho các bác thêm một xíu nữa. Xe đang có mặt tại Sài Gòn nhé. Xe này là anh khách rất là kỹ luôn, chuẩn từ trong ra ngoài, xe chưa bị đâm đụng, chưa va chạm cái gì hết, bao chất hãng nha các bác. Ắc quy là còn tốt luôn đấy. Bản này thì theo đăng kiểm thì nó sẽ được sản xuất năm 2019, nhưng mà lăn bánh lần đầu, ra biển số lần đầu là tháng 6 2020, tức là mới xài có 1 năm rưỡi thôi. Tí nữa tôi sẽ quay cái gầm cho các bác thấy, rất sáng, rất bóng, là chưa có hiện tượng bị rỉ sét gì cả. Bánh sơ cua chưa hạ, tất cả mọi thứ là zin nét đẹp đẹp luôn. 850 triệu, một con xe gầm cao, có 7 chỗ ngồi nha, đây là dòng 5+2. Và chắc chắn nó rộng hơn những con như Tucson CS5 rồi, trang bị an toàn là đầy đủ. Tôi sẽ điểm sang một vài cái thông số để cho các bác nắm nhé. Lưu ý đây là xe 2 cầu nha các bác. Tầm khoảng hơn 800 triệu mà kiếm một con xe gầm cao crossover 2 cầu thì rất là khó đấy, chỉ có dòng này thôi. Các bác đang thấy đây chính là màu xanh rêu nhé. Màu này thì ban ngày nhìn nó hơi màu rêu rêu, ban đêm thì nhìn như ra màu đen vậy đó. Nó có thể biến màu. Năm ngoái bán cái xe này cho khách hàng thì lăn bánh nó là 1,5 tỷ đó. Bây giờ bán lại cho các bác là 850 triệu. 4WD 2 cầu nha các bác. Xem xe tại Sài Gòn. Nó có camera 360 nguyên zin theo xe nha. Đèn full LED, cốt pha LED hết. Đèn sương mù có hết các bác. Ở đây nó có camera nè, tại vì camera của nó là nguyên zin. Máy móc zin hết nha các bác. Để một xíu tôi mở cái máy lên cho các bác xem. Đây là khoa động cơ nha các bác. Máy đang nổ đấy. Các bác nếu mà biết xem xe thì có thể nhìn thấy cái xe này có bị vấn đề gì không. Các bác có quyền mang đến một cái anh nào đấy rất là về kỹ thuật để kiểm tra xe ha. Còn không thì các bác cứ mang vào hãng kiểm tra, phí chỉ có 1 triệu đồng thôi. Đây chính là quy zin nè. Khách thì chưa có vệ sinh gì đâu, chạy thẳng xe từ nhà lên đây luôn. Rồi tôi đi tiếp các thứ khác cho các bác xem. Con này nó có cửa sổ trời panorama nha. Nó có thanh gia nóc là nguyên zin đó. Đây nắm cửa là zin hết. Cái này là dán thêm nè. Nội thất màu đen nha. Cái này là khách gắn thêm. Đồ dùng của khách hàng thôi. Cái này là nguyên zin của nhà máy là cho này các bác. Xe từ nhà máy về là có cái miếng này rồi. Thảm này cũng là nhà máy tặng khi mà mua xe. Toàn bộ ghế da nha, hai ghế trước là chỉnh điện hết. Đây, toàn bộ là da hết. Trên này là nhựa mềm nè. Bản này là sạc số CVT. Màn hình zin nhé. Màn hình kích thước 10 inch. Đây, gương chống chói tự động, camera hành trình là quay cả trước cả sau luôn. Điều hòa hai vòng độc lập, một số CVT. Ở đây này các bác sẽ thấy cái núm này nè. Các bác sẽ thấy nó có hai cầu nha, 2WD. Còn auto là nó sẽ tự động chuyển với một cầu với hai cầu do các bác chọn, xoay cái núm này nè. Còn lock thì xe mình sẽ chạy là hai cầu luôn. Hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc là cái xe này được full hết. Vô lăng bọc da. Chìa khóa. Xe có 6 loa nha các bác. Ở đây sẽ là bọc da này. Cái này giả carbon nguyên zin nhá, chứ không phải là mình dán thêm đâu. Cái này nguyên zin, thảm là nguyên zin. Đây, đây. Đây là cái hàng ghế 2 này. Rất rộng rãi ha. Hàng ghế này mình có thể trượt tới trước nha. Nếu mà ngồi 7 người thì trượt cái ghế này tới trước. Dưới này có một cái lẫy nè. Dưới này nè. Các bác bóp nó lên xong rồi trượt lên thôi. Cửa gió hàng ghế thứ hai có đầy đủ. Ở đây có bệ tì tay nữa nè. Kéo cái này ra rồi ngã xuống. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Trời mưa tao không có bật nhé. Đuôi lướt gió, anten vây cá có hết.
cảm biến phía sau có hai cảm biến ha. Cốp điện chống kẹt nhé. Full hết đó các bác. Đây các bác thấy cái cốp của nó rộng chưa? Tại vì đây là một cái con xe 5.2, gặp cái hàng ghế cuối lại thì các bác để đồ rất là rộng. Bánh sơ cua chưa hạ nhé. Dưới này nè. Dưới này nó có một cái rèm che hành lý, bánh sơ cua nằm dưới đó. Rất rộng. Các bác nếu muốn biết cái option chính xác của dòng này thì có thể xem những cái video khác của tôi review về xe mới rất kỹ. Treo sau là liên kết đa điểm nhé. Các bác xem cái gầm rất mới nhé. Tất cả là phanh đĩa hết, 4 phanh đĩa mâm 18 inch. Các bác muốn đi êm ái hơn thay cái bộ lốp Michelin dòng cao su mềm để đi nó sẽ êm hơn và nó giảm cái tiếng ồn hơn. Còn gầm xe mình là cao lắm đấy. Rồi. Máy phải đang nổ đó các bác. Cảnh báo điểm mù này các bác nè. Cảnh báo điểm mù nằm đây. Công nghệ an toàn là đầy đủ nha các bác. 6 túi khí các thứ, cân bằng điện tử, chassis control là đầy đủ nè. Những cái công nghệ an toàn thì nó cao cấp lắm. Cao cấp hơn cả Tucson nhiều. Cái này là khách hàng gắn thêm cảm méo xúc lốp nè. Đây, khi mà các bác chạy á, cái thanh này nó hiển thị ở đây, tức là xe đang chạy cầu trước. Khi các bác chuyển sang hai cầu á thì nó sẽ hiện cái thanh này xuống dưới này, 0, 50, 100 tùy theo tỷ lệ truyền. Theo nhiên liệu trung bình khách chạy ở Sài Gòn là chủ yếu ha, chạy hỗn hợp là 10 lít 2. Nó có chế độ tiết kiệm nhiên liệu nha, tức là cái nút eco ở đây nè. Đây nè, bấm cái nút eco này đi thì nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn. Khách đang chạy chế độ bình thường, khách đang chạy chế độ eco thì các bác chuyển sang chế độ kia nó sẽ hao hơn. Con này về hệ thống an toàn thì nhiều lắm các bác, tại vì nó là phiên bản cao nhất. Ngày xưa khi mới ra đời cái giá niêm yết của nó là gần hơn 1.1 tỷ đấy. Sau này nó giảm dần còn khoảng hơn 1 tỷ, rồi lăn bánh thì nó rơi đâu đó khoảng 1.1 tỷ, nó cao hơn Tucson. Và cái dòng này bên Mỹ rồi bên châu Mỹ á, người ta bán tốt lắm. Nhưng về Việt Nam thì do cái thiết kế mẫu mã nó không hợp được với số đông. Như vậy cái chất xe này là các bác yên tâm ha, cái chất xe của Nissan thì rất là bền và con này không có một cái hỏng hóc gì nha. Từ khi khách mua về tới giờ là không hỏng một cái gì luôn. Toàn bộ là nguyên zin. Mới cứng luôn. Những cái mà tôi nói trong cái video này là hoàn toàn là sự thật nha. Tôi chỉ bán giúp khách hàng thôi, cho nên là tôi chỉ rao bán những cái xe mà nó có uy tín và sau khi được tôi kiểm định. Còn các bác nếu thật sự quan tâm ở mọi miền Tổ quốc thì có thể alo cho tôi, muốn xem xe thì cứ vào Sài Gòn ha. Muốn chắc ăn thì cứ vô đại lý kiểm tra hết, có giấy tờ hẳn hoi, rồi sau đó mình thanh toán giao dịch sau. Rồi cảm ơn các bác nhé. Cần alo gì đấy thì cứ alo cho tôi theo cái số trên tiêu đề. Bên này nè, giấy tờ khách hàng rất là kỹ ha, mọi giấy tờ là còn hết. Đây, thông tin khách hàng thì tôi sẽ che lại nha, trong giấy tờ nằm trong này hết. Xe thì được nâng cấp các thứ cơ bản, ví dụ như camera hành trình là quay hai chiều trước sau luôn nè, dán phim cách nhiệt, cảm méo xúc lốp là khách hàng gắn hết, mấy cái món trang trí là khách gắn hết rồi. Tôi sẽ chấm dứt cái video tại đây nhé. Cảm ơn các bác.